Rộ tin Pháp đã triển khai quân tới thành phố của Ukraine. Binh sĩ Ukraine vẫn nộ vì Kiev bãi bỏ thời hạn giải ngũ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Trong bối cảnh khả năng đưa quân vào Ukraine của Pháp đang gây ra sự chia diện trong nội bộ NATO, kênh Telegram Military Chronicle mới đây đã dẫn các nguồn tin riêng cho hay. Các đơn vị đầu tiên của quân đoàn nước ngoài Pháp đã đến thành phố Slavian để hỗ trợ quân đội Ukraine trước nguy cơ bị quân đội Nga tấn công. Nguồn tin này tiết lộ có khoảng 100 quân nhân Pháp hiện đang có mặt tại thành phố. Những quân nhân này đã trở thành một phần lữ đoàn cơ giới số 54 của lực lượng vũ trang Ukraine. Các đơn vị thuộc quân đoàn nước ngoài của Pháp đã được phát hiện ở biên giới giữa Ba Lan và Ukraine khoảng một tuần trước di chuyển trên các phương tiện quân sự bao gồm cả xe tăng Abrams, được sản xuất bởi NATO. Theo các phóng viên quân sự nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đến Slavian, có nhiệm vụ chính là trinh sát pháo binh và công tác kỹ thuật, bao gồm cả việc xây dựng công sự và công sự dạ chiến. Thông tin trên cũng phù hợp với những tuyên bố của người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga, Sergei Naryshkin, cách đây 2 tuần, khi ông thông báo về việc Pháp đang triển khai quân đội trên lãnh thổ Ukraine. Ông cho biết, tổng số quân Pháp có thể được triển khai tới Ukraine có thể lên tới 2.000 người. Hồi đầu tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Pháp có thể sẽ đưa khoảng 1.500 quân nhân sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine. Bà Zakharova tuyên bố, dự kiến vào tháng 4, nhóm sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu để triển khai tới chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, bà không cung cấp những bằng chứng cụ thể. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã khẳng định với người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu rằng việc triển khai binh sĩ Paris tới Ukraine sẽ tạo ra thảm họa đối với Pháp. Ông Shoigu nhấn mạnh Pháp sẽ tự tạo ra vấn đề cho chính mình nếu quyết định gửi quân tới Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến khả năng gửi quân đội tới Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh rằng hiện tại Paris không có kế hoạch như vậy. Hồi tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Pháp Stephen Sijone cho biết rằng Pháp có thể triển khai nhân sự chuyên nghiệp để giả phá bom mìn và các nhân sự không tham gia vào nhiệm vụ chiến đấu tới Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến kéo dài hai năm với Nga. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Pháp không đưa ra thời gian cụ thể về kế hoạch này. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã cho hay Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine lâu dài và mạnh mẽ khi cần thiết trong cuộc đấu tranh vì tự do và chủ quyền, nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho lục địa châu Âu. Moscow cũng đã đưa ra những cảnh báo đanh thép về nguy cơ xung đột toàn diện với NATO nếu lính NATO trực tiếp tới Ukraine chiến đấu. Tuy nhiên, kịch bản này dù ban đầu có vẻ khó tưởng tượng, đang trở thành chủ đề nghiêm túc tại châu Âu cũng như các thành viên NATO. Ông Macron từ chối khá đơn độc, lại đang tìm thấy tiếng nói chung với các nước vùng Baltic. Theo trang Politico, Pháp đang xây dựng một liên minh với các nước cởi mở với phương án đưa lính phương Tây tới Ukraine. Tháng trước, Ngoại trưởng Pháp Stephen Sijone đã tới Litva gặp gỡ các đồng nghiệp Ukraine và vùng Baltic. Họ thảo luận về ý tưởng lính nước ngoài đến Ukraine, dù chỉ làm các nhiệm vụ như hỗ trợ kỹ thuật, ra phá bom mìn thay vì tham gia tác chiến. Ngoại trưởng Litva Gabriel Liut Landbergit cũng tán đồng việc thảo luận về khả năng đưa lính nước ngoài tới Ukraine, nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine mọi điều kỳ ép cần, ông tuyên bố. Không thể có thêm từ nhưng ở đây, chúng ta phải vạch làn xanh đỏ với Nga chứ không phải với bản thân mình. Không chỉ vậy, Ba Lan cũng thay đổi lập trường khi Ngoại trưởng Radoslav Sikoki khẳng định sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải chuyện không tưởng. Trong khi đó, theo Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel, binh sĩ NATO có thể triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp trên lãnh thổ Ukraine vì điều này không vi phạm bất cứ quy định nào của luật pháp quốc tế. Theo nhà lãnh đạo Séc, phải phân biệt rõ giữa việc triển khai lính tác chiến với khả năng lính tham gia một số hoạt động hỗ trợ mà NATO có kinh nghiệm. Ông tuyên bố, từ góc độ luật quốc tế và hiến trương Liên Hiệp Quốc, sẽ không gì ngăn cả lính các nước thành viên NATO cũng như thường dân chẳng hạn hỗ trợ công việc ở Ukraine. Moscow nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ coi quân đội phương Tây và các hệ thống vũ khí ra nước ngoài cung cấp trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp pháp. Hồi tháng trước, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng, việc triển khai lực lượng nước ngoài sẽ là một sự leo thang lớn, dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được. Đối diện với tình trạng thiếu nhân lực, các quan chức Ukraine đã quyết định hủy bỏ việc cho phép quân nhân giải ngũ sau khi đã kéo dài thời gian tại ngũ của họ. Sau gần 2 năm phục vụ tại tiền tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, chồng của cô Alina cảm thấy rất bất mãn với luật huy động mới. Quốc hội Ukraine đã thông qua luật này vào ngày 11 tháng 4 sau nhiều tháng tranh luận và gần 4.300 sửa đổi. Theo giới lập pháp Ukraine, dự luật ban đầu của kế hoạch cho phép các binh sĩ phục vụ từ 36 tháng trở lên được về nhà nghỉ ngơi trước khi quay trở lại tiền tuyến. Song điều khoản này đã bị loại bỏ ở phiên bản cuối sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Sisky can thiệp. Dự luật không đặt giới hạn về thời gian binh sĩ phục vụ trong quân ngũ, nhưng quy định mức lương cao hơn và thời gian nghỉ phép dài hơn với họ dự luật cũng yêu cầu chính phủ ukraina phải đệ trình kế hoạch mới để cải thiện việc luân chuyển quân trong tình trạng thiết quân luật alina chia sẻ rằng chồng cô và những người anh em đang rất sốc trước quyết định loại bỏ giới hạn về thời gian phục vụ trong quân ngũ các phiên bản trước của luật đã quy định việc giải ngũ sau ba sáu tháng phục vụ sự thất bại của cuộc phản công năm ngoái cũng như viện trợ quân sự phương tây chậm trễ suốt nhiều tháng và không còn giới hạn về thời gian trong quân ngũ đã khiến họ nhận ra rằng nghĩa vụ của họ có thể chỉ kết thúc với tình trạng tàn tật hoặc hy sinh trên chiến trường Cô Alina, một người dân ở Kiev có hai con chia sẻ với tờ Anza Zera rằng chính phủ đã làm nhục và xúc phạm họ. Họ không phải là vĩnh cửu, họ muốn thấy con mình lớn lên và được ở nhà. Các quan chức hàng đầu của Ukraine đã yêu cầu bãi bỏ điều khoản về việc giải ngũ với lý do là tình trạng thiếu hụt trầm trọng quân nhân ở tiền tuyến, đặc biệt là ở miền đông Ukraine. Hôm ngày 10 tháng 4, trong cuộc thảo luận với các nhà lập pháp nhằm kêu gọi thông qua lệnh, tư lệnh lực lượng hỗn hợp Yuri Sodo nói, đối thủ đông hơn chúng ta từ 7 đến 10 lần, dự luật không đặt giới hạn về thời gian binh sĩ phục vụ trong quân ngũ, nhưng quy định mức lương cao hơn và thời gian nghỉ phép dài hơn với họ. Dự luật cũng yêu cầu chính phủ Ukraine phải đệ trình kế hoạch mới để cải thiện việc luân chuyển quân trong tình trạng thiết quân luật. Hiện chưa rõ khi nào Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ ký duyệt dự luật này. Ông vẫn chưa công bố chính thức luật huy động vì lo ngại phản ứng dữ dội từ dân chúng. Luật này đã được thông qua với 283 phiếu ủng hộ tại Quốc hội, gồm 450 thành viên chủ yếu là từ đảng đầy tớ của nhân dân. Đảng của ông Zelensky đang áp đảo ở Verkhovna Rada, tức Quốc hội Ukraine. Luật này tăng lương cho những người phục vụ tuyến đầu và trợ cấp tử tuất cho các gia đình. Nhưng các đối thủ chính trị của Zelensky chỉ trích việc bãi bỏ thời gian tại ngũ. Vài giờ sau khi luật được thông qua, Quốc hội đã kêu gọi chính phủ xây dựng dự luật bổ sung về giải ngũ và luân chuyển quân nhân ở tiền tuyến. Việc bãi bỏ giới hạn thời gian tại ngũ được dự đoán sẽ khiến các binh sĩ có kinh nghiệm cảm thấy phân hộ, đặc biệt là những người bắt đầu nhập ngũ từ năm 2014 khi Moscow ủng hộ phe ly khai thân Nga ở miền đông nam Ukraine, giúp họ thành lập hai nước Cộng hòa ly khai. Một nhà tâm lý học chuyển sang làm quân nhân tên Artem Usibian tuyên bố trên Facebook Tiếp theo tôi sẽ là ai? Tôi có phải luôn là một quân nhân không? Cuộc đời tôi tầm thường đến vậy sao? Điều gì khiến cuộc sống của người khác có ý nghĩa hơn và ít đáng hy sinh hơn cuộc sống của tôi? Những quân nhân trẻ tuổi hơn cũng thừa nhận việc loại bỏ hoàn toàn khó hiểu. Binh sĩ Taras đã đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự 3 năm kể từ tháng 2 năm 2022, nhấn mạnh. Đây được cho là giống như một công việc, 3 năm làm việc rồi kết thúc, nhưng có vẻ như tôi sẽ phục vụ cho đến chiến thắng trước Nga. Đối với gia đình các quân nhân, sự không chắc chắn về việc giải ngũ đã gây ra sự chán nản và mất tinh thần. Vợ của một người lính đóng quân ở thị trấn phía đông, Karamatos, chia sẻ với Al Jazeera, anh không cần phải tham chiến cho đến khi hy sinh mà anh cần biết khi nào nghĩa vụ của mình kết thúc. Năm 2015, chồng của cô gia nhập quân ngũ, nhưng sau đó chuyển sang làm tình nguyện viên do bị chấn thương nặng ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Anh ta quay trở lại chiến đấu vào năm 2022 và vẫn ở tuyến đầu sau khi bị hàng tá vết bầm tím, các vấn đề về thị lực và tiêu hóa và phải nằm viện nhiều tuần. Vợ anh cho biết họ sẽ ở đó cho đến người cuối cùng còn sống sót. Theo nghiện đen, người đàn ông cuối cùng lo ngại về thời hạn nghĩa vụ quân sự khiến những người chuẩn bị nhập ngũ căng thẳng. Ngay sau khi cuộc xung đột bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, các tình nguyện viên đã đổ về các văn phòng nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là ở khu vực miền Đông và miền Trung, và một số người thậm chí đã phải di chuyển đến miền Tây Ukraine để, để nhập ngũ. Tuy nhiên, sự nhiệt tình ban đầu đã suy giảm sau khi những tin tức về tổn thất nặng nề và điều kiện khắc nghiệt tại các chiến hào và doanh trại quân đội, trong bối cảnh tham nhũng của các sĩ quan và nhà cung cấp dự luật huy động lực lượng đang lên kế hoạch thành lập một cơ quan đăng ký điện tử thay vì sử dụng hệ thống giấy tờ lỗi thời nhằm giảm thiểu nguy cơ tham nhũng trong vòng hai năm gần đây cảnh sát và các nhà điều tra đã báo cáo về việc bắt giữ hàng chục quan chức nghĩa vụ quân sự một số trong số họ đã tích lũy hàng triệu đô la tiền mặt và đầu tư vào bất động sản đắt đỏ ở ukraine và châu âu một trong số điều khoản được áp dụng trong dự luật huy động quân mới là hình thức gọi nhập ngũ trực tuyến sau khi dự luật có hiệu lực công dân Ukraine thuộc diện nhập ngũ sẽ có 60 ngày để đăng ký nghĩa vụ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống điện tử. Những người không đăng ký sẽ bị coi là trốn nhập ngũ. Nam giới Ukraine cũng bắt buộc phải mang theo giấy tờ đăng ký nghĩa vụ khi ra đường. Một số quân nhân đã đề xuất rằng việc huy động cần đi đôi với việc cải thiện đào tạo cho những người nhập ngũ. Một người lính đóng quân ở vùng Khê Sơn, phía Nam chia sẻ với Anjazera rằng đối thủ rất mạnh, có đủ tài nguyên, đủ nhân lực, chúng tôi cần những người được đào tạo tốt hơn. Những người hiểu họ sẽ làm gì, đăng ký những gì, việc bắt buộc nhập ngũ đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trên khắp Ukraine. Ở nhiều khu vực nông thôn, hầu hết nam giới trong độ tuổi phục vụ quân sự đã phải nhập ngũ, trong khi ở các trung tâm thành thị, thanh niên trẻ tránh xa các khu vực công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng vì có các quan chức nghĩa vụ và cảnh sát đi tuần tra. Một số người đã được khuyến khích đến các văn phòng nghĩa vụ quân sự để cung cấp thông tin cá nhân của mình, tuy nhiên họ không bao giờ quay lại với trang phục dân sự. Người làm việc tại căng tin bệnh viện ở phía Bắc Kiev, Tetiana Boko chia sẻ với an Jazeera, năm người mà tôi biết đã đến văn phòng nghĩa vụ quân sự và không quay lại vì họ được điều động đến cơ sở huấn luyện ngay lập tức